on up. Đây, vô con, bà ấy. Đây. Có đi về quê không? Hả? Tết có đi về quê chưa? Ai? Quê à? Trời ơi, mùng 1 Tết này nằm giường trong bệnh viện mà là đi đâu trời? Ủa, bị cái gì? Nó bảo cô là cô chắc cô làm gắn hả? Nó bảo tim rồi. Đó là nằm đó. Làm quá biết sao? Đi nửa đêm nửa hôm mà tới sáng luôn à? Đó là ai đây làm thuốc? Đây là nằm mỗi ngày hôm mình ngồi đây đó, chín rồi. Tôi thấy chị đi làm từ khuya mà đến sáng 4-5 giờ sáng luôn, chị biết sao vậy? Nói là về tôi à? Khổ gì? Cái nghề nghiệp thì khổ dữ ha. Bây giờ về ha. Thôi cố gắng nha, cố gắng làm dưỡng bệnh nha.